Mến chào toàn thể quý khách hàng và nhà đầu tư nhé. Mình là Trọng Thơ, hiện tại đang làm việc và công tác tại Bất Động Sản Kim Cương. Thì ngay buổi sáng hôm nay, công ty Bất Động Sản Kim Cương bung ra hai vị trí liền kề nha quý vị, cực kỳ đẹp luôn. Cho quý vị cảm nhận ngay cái tay Trọng Thơ đây là cái chỉ đường N1B và đường T5, giao đường N1B và đường T5, và cái lốc đất mà Trọng Thơ đang phân phối ngay khu vực này, hai vị trí liền kề rất cực kỳ đẹp. Và theo tay Trọng Thơ đang chỉ hướng trước mặt đó là quốc lộ 14 nha. Từ quốc lộ 14 vào đây chỉ có 150m thôi, và dọc đó nhà dân đã sinh sống. Và đây là một cái trường học quy hoạch 1/500 của BKMX, và tháng 9 này sẽ cho đi vào hoạt động trường mầm non nha quý vị. Từ đây sang cổng trường chỉ có 120m, rất là đẹp, trường rất là rộng nha quý vị ơi. Và vị trí đất mà Trọng Thơ phân phối ngay có tay đang chỉ đây. Và hiện tại vỉa hè đã cho trồng cây xanh, cống đã xong, đường nhựa đã lên và sắp đổ vỉa hè nha quý vị. Và dọc theo tay Trọng Thơ đang chỉ đó là dãy nhà phố liền kề và nhà ở chuyên gia, đó cũng là trụ sở chính của BKMX tại Bình Phước đã được xây dựng lên. Và dọc theo tay Trọng Thơ đang chỉ đây là tuyến đường D1 với diện tích mặt đường 50m, và dọc đó là cái cột điện chiếu sáng đó quý vị. Đấy, đã sắp làm xong rồi. Và hiện tại đó là hai dãy nhà phố hai bên, và trước mặt cao cao bên kia đó là công ty Cám của tập đoàn CV Food Thái Lan về đây đầu tư. Và hiện tại cái giá đất ở đây đang rất còn là rẻ nha quý vị ơi, chỉ có 6,5 triệu cho đến 12 triệu trên mét vuông tùy vị trí thôi. Và hiện tại còn hai vị trí duy nhất buổi sáng hôm nay. Và theo như Trọng Thơ nắm được và cũng muốn chia sẻ tới toàn thể quý vị và anh chị, hiện tại BKMX Trơn Thành Bình Phước là cái điểm đầu tư sinh lời nhanh và an toàn của tập đoàn BKMX, mà đã thu hút các nhà đầu tư từ ngoài Bắc vào Nam và cả nước ngoài hướng về đây để đầu tư sinh lời từ 1 đến 3 năm tới. Thì quý anh chị nào quan tâm tới đất nền BKMX Trơn Thành Bình Phước và muốn đầu tư sinh lời cùng anh em Bất Động Sản Kim Cương, cũng như là đồng hành cùng tập đoàn BKMX lâu dài, thì hãy liên hệ với Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854858 để được tư vấn liên hệ trực tiếp và đi xem thực tế dự án tại khu vực này. Xin cảm ơn và sẽ hẹn gặp lại ở những video sau.